Nói với cô cũng phí lời. Bắt lấy nó. Cứu tôi với. Cứu tôi. Ai sai các người tới đây? Tôi không phải người của Tiểu Kim Đường. Tôi thật tình không biết gì. Thả tôi đi. Cho cô nói lại lần nữa. Tôi không phải người của Tiểu Kim Đường. Đừng giết cô ấy. Cô ấy nói dối. Nói dối cũng đâu đáng chết. Hôm nay anh đã giết hai người rồi. Tôi sẽ thả cô đi. Em có sao không? Không sao. Nè, anh muốn làm gì? Cũng đâu phải lần đầu anh ôm em. Nè, thả tôi ra. Thả ra. Thả tôi ra. Thả ra. Đừng động đậy. Động nữa sẽ ngã xuống đó. Anh để em xuống đi. Em cứ tránh mặt anh. Anh không thả xuống. Em tránh mặt anh khi nào? Túi của em đâu rồi? Em phải quay lại tìm túi. Túi ở đó rồi. Em phải đi tìm. Đợi chút. Anh lấy cho em. Quay về nói với Dạng Tam Tư, nếu cứ tiếp tục làm phiền cô gái này thì tôi không để yên đâu. Tôi biết rồi. Hãy tha cho tôi. Tôi sẽ báo lại với ông ấy. Nè, Tư Ý. Tư Ý. Tư Ý. Chúng ta ngồi xuống đây đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Chờ chút. Ghế giờ đó. Ngồi được rồi. Cô gái nào anh cũng tốt vậy sao? Em nghĩ vậy hả? Không phải anh nói anh chỉ là dân chơi. Những gì anh nói đều là sự thật. Không câu nào dối trá. Em không thấy sao? Em không nghe thấy. Em không hiểu được anh. Tư Ý à, anh hỏi người phụ nữ đó. Cô ta nói Dạng Tam Tư bảo giết em. Vậy thì cũng đâu đáng chết. Là cô ta ra tay với anh trước. Rõ ràng cô ta nằm bệt trên đất. Cô ấy bị thương, làm sao mà giết anh được chứ? Được. Cho dù anh giết cô ta thì cũng không sai. Ai muốn hại em thì người đó đáng chết. Em không thích anh bảo vệ em như vậy. Khi còn nhỏ em rất thích anh bảo vệ mà. 10 năm rồi. 10 năm rồi chúng ta không còn trẻ. Đã không còn như xưa. Anh thay đổi sao? Anh suy nghĩ lại xem. Anh không còn là dân ca của em từng biết trước đây. Dân ca em biết trước đây thì có gì hay? Anh ấy dũng cảm tốt bụng, sẽ làm bất cứ điều gì cho em. Anh giết người Nhật Bản, vậy thì có dũng cảm không? Anh đã cứu một người không quen biết, như vậy tử tế chưa? Anh có thể vì em mà giết người, như vậy có liều lĩnh không? Tư Ý, trong 10 năm qua anh đã gặp rất nhiều chuyện. Anh thừa nhận anh đã thay đổi. Không thay đổi thì không được đâu. Nhưng điều duy nhất không thay đổi đó là lời hứa với em. Tiết Dân Tận biết rõ với tư cách là đặc vụ bí mật có thể được đặt cách thoát khỏi tội giết người, chỉ là không ngờ hành động của anh ta đã tạo ra một vết nứt trong tình cảm giữa anh ta và Đoàn Tư Ý.
Sao con chưa ngủ? Con đi ngủ ngay đi. Ba đã nói với con, bây giờ quốc dân đảng đang tăng cường lực lượng để truy lùng. Tất cả hoạt động công khai phải tạm dừng. Ba, muốn làm cách mạng thì phải chịu gian khổ. Hiện tại ý chí học sinh rất cao, phải nhân cơ hội này hành động. Con nghĩ đến hậu quả chưa? Ba muốn con ngừng mọi hành động lại. Ba, có phải con đã làm gì sai không? Chẳng lẽ đợi đến khi mắc lỗi thì con mới hối hận sao? Tử Cư, tốt quá rồi, tuyên ngôn cộng sản đã được truyền bá khắp Vũ Thành. Chúng ta sẽ đánh thức mọi người. Chủ nghĩa cộng sản muôn năm, nhỏ giọng thôi. Dạo này tình hình căng thẳng, anh còn chuyển giao cho người khác. Em đừng lo mà Tiểu Ngư, không ai ngăn cản được cuộc cách mạng của chúng ta. Đỗ Tư Cương, nếu anh còn ồn ào, anh coi chừng em đó. Anh sẽ kiểm điểm được chưa? Anh đổ mồ hôi rồi, lại đây em lau cho. Tiểu Ngư, để tôi tự làm được rồi. Nam nữ thủ thủ bất thân mà. Anh có phải là thanh niên cách mạng không? Sao mà phong kiến quá đi. Tiểu Ngư, không phải em thích anh đó chứ? Chúng ta là anh em mà. Chạy thôi, không xong rồi, cảnh sát ở dưới, rút thôi. Tử Cương, anh mang đồ đi trước, em ở lại thu xếp. Được, đi thôi. Đi đi, sao vậy? Cửa sau có lính. Đi hướng đó. Được, đi thôi. Ba, Tiểu Ngư, đi thôi. Ba, đi nào. Đi. Đi. Bây giờ rồi, nhanh vào trong rồi nói. Ba, có phải ba bị thương rồi không? Không sao, bị bắn một phát thôi. Đi, ba uống nước. Ba, con xin lỗi. Tiểu Ngư, có phải con nghĩ ba quá khắt khe với con không? Nhưng nếu hôm nay con bị bắt thì Thảo Dược Đường sẽ có thể bị nghi ngờ. Lần này ba ra mặt cứu con, nhưng lần sau thì sao? Con nghĩ đến chưa? Ba, con sai rồi. Sau này con nhất định sẽ nghe lời ba. Tiểu Ngư, ba chỉ mong con gái của ba sớm trưởng thành. Con hiểu không? Con sẽ không làm ba thất vọng nữa. Vậy tốt rồi.